Tổng thống Biden không muốn việc đối đầu Nga trở thành cuộc chiến toàn cầu. Nga chế tạo robot cản tử đối phó phòng tuyến xăng dầu của Ukraine. Tình thế nan giải mà Thủ tướng Israel phải đối mặt sau đề xuất ngừng bắn của Mỹ. Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ cách đây 2 năm, mối quan hệ giữa Nga và Mỹ dường như ngày càng leo thang căng thẳng. Trong khi Mỹ là bên cung cấp viện trợ lớn nhất cho Kiev, thì phía Moscow liên tục đưa ra cảnh báo Washington là bên tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Trong bối cảnh này, ngày 2 tháng 6, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby chia sẻ với ABC News rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden không muốn cuộc đối đầu với Nga về vấn đề Ukraine trở thành một cuộc chiến toàn cầu. Ông Kirby nói, "Chúng tôi đã lo ngại về sự leo thang kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này, và những lo ngại đó vẫn còn nguyên giá trị. Tổng thống đã nói rằng ông ấy không muốn chịu trách nhiệm về việc khơi mào Thế chiến III. Chúng tôi không mong muốn xảy ra xung đột với Nga, một cường quốc hạt nhân khác." Ông Kirby nói rằng Tổng thống Biden đã hiểu tất cả hậu quả của việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của Mỹ cho mục đích phản công. Ông nhắc lại rằng Ukraine chỉ được phép nhắm mục tiêu vào các căn cứ, vị trí pháo binh và các địa điểm quân sự khác mà Nga đang sử dụng để tạo ra một số loại vùng đệm. Ukraine đã yêu cầu Mỹ và các nước phương Tây nới lỏng các hạn chế về việc sử dụng vũ khí nước ngoài sau khi quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở vùng Kharkov, phía đông Ukraine vào tháng trước và đã kiểm soát một số ngôi làng dọc biên giới. Nhà Trắng trước đó đã nói rõ rằng lệnh cấm sử dụng tên lửa ATACMS hoặc các cuộc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga không thay đổi. Tuy nhiên, Nga cho biết Kiev đã sử dụng ATACMS và các loại vũ khí tầm xa khác để tấn công các mục tiêu ở Crimea, Donbass cũng như các khu vực Zaporizhia và Kherson. Kiev và phương Tây tiếp tục coi những khu vực Nga mới sáp nhập này là lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết mục tiêu của chiến dịch quân sự ở khu vực Kharkov là nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công bằng súng cối và tên lửa xuyên biên giới thường xuyên của Ukraine nhằm vào vùng Belgorod và các thành phố khác của Nga. Ông nói với các phóng viên trong chuyến đi tới Trung Quốc vào tháng trước rằng Moscow không có kế hoạch kiểm soát thành phố Kharkov. Nga cáo buộc phương Tây chuyển cho Kiev vũ khí tầm xa để tập kích vào lãnh thổ Nga. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev gần đây cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ vào các mục tiêu của Nga sẽ kéo theo một cuộc chiến tranh thế giới. Moscow cho rằng Nga đang đối đầu không chỉ với Ukraine mà với cả phương Tây. Moscow coi phương Tây thực tế đã trở thành một bên tham chiến do tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Nga đã nhiều lần cảnh báo rằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine từ phương Tây sẽ không ngăn cản được lực lượng Nga. Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh viện trợ quân sự cho Kiev sẽ dẫn đến leo thang nguy hiểm. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson hồi tháng 2 năm nay, ông Putin nói rằng không thể tưởng tượng được có ai đó có thể kéo thế giới vào một cuộc chiến tranh toàn cầu mới. Ông nói, một cuộc chiến tranh toàn cầu sẽ đặt toàn bộ nhân loại đến bờ vực sinh tồn. Cuối tuần trước, Tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga cho biết nước này đã chế tạo một mẫu robot bánh xích góc nhìn thứ nhất FPV mang tên Depesa, được trang bị đầu nổ để tấn công theo kiểu cản tử nhằm vào binh sĩ, khí tài và phòng tuyến xăng dầu của đối phương. Xăng dầu là những khối bê tông dạng kim tự tháp được xếp thành hàng ngang nhằm cản trở xe tăng, thiết giáp, hiện được sử dụng phổ biến trên chiến trường Ukraine. Khi đối mặt với phòng tuyến dạng này, tăng thiết giáp thường phải vòng tránh và dễ rơi vào trận địa mai phục của đối phương. Tương tự thiết bị bay không người lái UAV FPV, người vận hành điều khiển Depesa từ xa bằng tay cầm và bộ thiết bị đeo trên đầu. Depesa mang theo 250 kg thuốc nổ, có thể kích hoạt khi phương tiện lao vào phòng tuyến răng rồng và phá chướng ngại vật, mở đường cho tăng thiết giáp đi qua. Truyền thông Nga cho biết đây là mẫu robot cản tử FPV mặt đất đầu tiên trên thế giới. Rostec còn phát triển một loại robot mặt đất khác có tên là Buggy, sử dụng bánh lốp chở theo tối đa 150 kg hàng hóa và cũng có thể được dùng làm vũ khí tấn công cản tử. Nhà sản xuất cho biết những đặc tính nổi trội nhất của Buggy và Depesa là nhỏ gọn, cơ động và tải trọng cao. Rostec cho hay, điều này giúp chúng trở thành trợ thủ đáng tin cậy cho binh sĩ, đồng thời cho biết thêm rằng các robot trên còn có thể dùng để chở lương thực, đạn dược và thuốc men ra tiền tuyến một cách nhanh chóng và yên lặng, cũng như vận chuyển thương binh. Theo Rostec, hiện những mẫu robot này đang được thử nghiệm rộng rãi, bao gồm tại chiến trường Ukraine.
UAV FPV là một trong những vũ khí phổ biến nhất hiện nay ở Ukraine, được cả hai bên sử dụng với nhiều nhiệm vụ khác nhau, bao gồm trinh sát và tấn công cảm tử nhằm vào phương tiện hạng nặng của đối phương. Tuy không xuất hiện rộng rãi như UAV FPV, robot quân sự còn gọi là phương tiện không người lái mặt đất UGV vẫn đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột. Truyền thông Ukraine cho biết, những tháng gần đây, lực lượng nước này đã bắt đầu sử dụng robot dạng cản tử để tấn công lực lượng Nga. Video do Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 63 Ukraine đăng hồi tháng 4 vừa qua cho thấy một UGV của lực lượng này tiếp cận chiến hào của Nga rồi phát nổ. Đầu tháng trước, Bộ trưởng Bộ chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov, người đứng đầu chương trình phát triển phương tiện không người lái của Kiev, tiết lộ lực lượng nước này đã triển khai một robot cản tử để phá hủy cây cầu của đối phương ở tỉnh miền đông Donetsk. Trước đó, nền tảng được thành lập để kêu gọi quyên góp cho quân đội Ukraine là United 24 cho biết Kiev đã bắt đầu sản xuất hàng loạt UGV và đã lên kế hoạch mua hàng trăm chiếc trong những tháng tới. Nhiều tháng qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã từ chối đưa ra mốc thời gian chấm dứt cuộc chiến chống lại Hamas ở dải Gaza, một lập trường mà những người chỉ trích ông coi là chiến thuật chính trị. Nhưng lúc này, ông đã bị đặt vào tình thế khó khăn sau thông báo của Tổng thống Biden về đề xuất đình chiến. Theo tờ New York Times, ông Netanyahu, một người bảo thủ, từ lâu phải đối mặt với các lợi ích cá nhân, chính trị và quốc gia. Giờ đây, ông dường như đang phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn giữa sự tồn tại của chính phủ cường rắn mà ông đứng đầu và phóng thích con tin ở Gaza với việc đặt bản thân và Israel vào một lộ trình mới, thoát khỏi sự cô lập quốc tế ngày càng tăng. Những người chỉ trích Thủ tướng Israel cho rằng ông là người thiếu quyết đoán, thậm chí có hai con người bên trong ông Netanyahu. Theo họ, một người trong ông thể hiện cách thực dụng trong nội các chiến tranh nhỏ mà ông đã thành lập cùng với một số đối thủ ôn hòa. Người còn lại thực tế đang bị khống chế bởi các thành viên cực hữu trong liên minh cầm quyền, những người phản đối bất kỳ sự nhượng bộ nào đối với Hamas, nhưng cũng là nhóm đảm bảo sự sống còn chính trị của ông Netanyahu. Ngày 31 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một kế hoạch 3 giai đoạn nhằm chấm dứt chiến sự tại Gaza. Ngay sau đó, các quan chức Israel xác nhận rằng các điều khoản trong kế hoạch này phù hợp với đề xuất ngừng bắn đã được nội các chiến tranh của Israel phê duyệt, nhưng chưa được công khai trước công chúng. Sau khi bản kế hoạch được công bố, ngày 2 tháng 6, một nhà chỉ trích lâu năm nhằm vào ông Netanyahu là ông Ben Carpit bình luận rằng Tổng thống Biden đã đưa ông Netanyahu ra khỏi tình trạng mơ hồ và tự mình trình bày đề xuất thay ông Netanyahu. Rồi ông ấy hỏi một câu đơn giản, liệu Bibi, tức hai nhà lãnh đạo của hai đảng cực hữu trong liên minh gồm Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel Bezalel Smotrich và Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir có ủng hộ đề xuất của ông Netanyahu hay không? Hiện tại, Bibi đã tuyên bố sẽ lật đổ chính phủ của ông Netanyahu nếu thủ tướng tuân theo thỏa thuận đã vạch ra của Tổng thống Biden trước khi Hamas bị xóa sổ hoàn toàn. Một số thành viên có đường lối cứng rắn trong đảng Likud của chính ông Netanyahu cũng cho biết sẽ ủng hộ hai nhân vật này. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên nội các chiến tranh Benny Gantz và Bộ trưởng nội các Gadi Eisenkot đã đe dọa sẽ rút lại sự ủng hộ từ Đảng Thống nhất Quốc gia ôn hòa của họ trước ngày 8 tháng 6 nếu ông Netanyahu không đưa ra một lộ trình rõ ràng phía trước. Bên cạnh đó, các đảng đối lập cũng đe dọa chuẩn bị cho phương án lật đổ chính phủ. Để hiểu một phần ý định của ông Netanyahu trong tình thế hiện nay, cần phải nhìn vào hai tuyên bố mà Văn phòng Thủ tướng Netanyahu đưa ra một cách bất thường trong ngày lễ Sabbath liên quan đến việc Tổng thống Biden công bố đề xuất hòa bình. Các tuyên bố đều không ủng hộ mạnh mẽ đề xuất này, cũng như không phủ nhận rằng nó đã được Israel trình bày trước các nhà hòa giải. Tuy nhiên, những gì được trình bày là có điều kiện và chúng dường như được thiết kế nhằm để ngỏ các lựa chọn của ông Netanyahu. Tuyên bố đầu tiên nói rằng ông Netanyahu đã ủy quyền cho nhóm đàm phán của Israel đưa ra một đề xuất nhằm thả các con tin và cũng cho phép Israel tiếp tục giao tranh cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu của mình, bao gồm cả việc hạ gục quân đội và năng lực cầm quyền của Hamas. Tuyên bố thứ hai nhắc lại những điều kiện khó để kết thúc xung đột và nói thêm. Quan điểm trên cho rằng Israel sẽ đồng ý ngừng bắn vĩnh viễn trước khi những điều kiện này được đáp ứng là không có cơ sở. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong những tuyên bố trên không thấy đề cập đến mục tiêu vẫn được ông Netanyahu nhắc đi nhắc lại trước đây là xung đột toàn diện trước Hamas ở Gaza, một khẩu hiệu mà hôm 31 tháng 5 ông Biden đã bác bỏ vì coi đó là mục tiêu mơ hồ, đồng nghĩa với giao tranh vô thời hạn. Rõ ràng, các tuyên bố từ văn phòng của Thủ tướng Israel vào cuối tuần qua dường như đã được điều chỉnh để phù hợp với các mục tiêu xung đột mà Israel theo đuổi, cũng như mục tiêu của ông Biden.
Ngày 2 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant tái khẳng định rằng trong bất kỳ tiến trình nào nhằm chấm dứt cuộc chiến hiện nay, chúng tôi sẽ không chấp nhận sự cầm quyền của Hamas. Ông nói rằng Israel sẽ cô lập các khu vực ở Gaza, loại bỏ các thành viên Hamas và đề xuất các lực lượng giúp thành lập một chính phủ thay thế mà không nêu rõ lực lượng đó có thể là ai. Các đối thủ của ông Netanyahu đã cáo buộc ông kéo dài cuộc chiến để ngăn cản một cuộc bầu cử và sự phán xét công khai về những thất bại trong chính sách và tình báo của Israel dẫn đến cuộc tấn công tàn khốc của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Lựa chọn khó khăn lúc này đổ dồn lên ông Netanyahu, người đang đứng ở ngã ba đường cả về chính trị và chiến lược. Trong 17 tháng kể từ khi thành lập chính phủ hiện tại của mình, chính phủ cánh hữu và bảo thủ nhất về mặt tôn giáo trong lịch sử Israel, ông Netanyahu đã có mối quan hệ ngày càng căng thẳng với Tổng thống Biden. Và mặc dù bốn nhà lãnh đạo hàng đầu của Quốc hội đã chính thức mời ông Netanyahu phát biểu tại một cuộc họp chung của Quốc hội, họ vẫn chưa ấn định ngày cụ thể. Điều này có thể đang che giấu một cuộc tranh luận hậu trường gay gắt về việc tiếp đón Thủ tướng Israel do sự chia rẽ chính trị sâu sắc ở Mỹ về cuộc chiến ở Gaza. Ông Biden đã trình bày rằng thỏa thuận ngừng bắn không chỉ là một cách để ngăn chặn thương vong ở Gaza, mà còn là con đường dẫn đến một cuộc mặc cả lớn hơn ở Trung Đông, có thể khiến Israel trở nên hội nhập hơn vào khu vực và bao gồm một thỏa thuận bình thường hóa lịch sử tiềm năng với Ả Rập Xê Út. Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết Israel có thể là một phần của mạng lưới an ninh khu vực nhằm chống lại mối đe dọa do Iran gây ra. Ông Biden thừa nhận rằng một số bộ phận trong liên minh của ông Netanyahu sẽ không đồng ý với đề xuất này khi họ quyết tiếp tục chiến đấu trong nhiều năm và kiểm soát Gaza. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Israel ủng hộ đề xuất hòa bình cho Gaza bất chấp bất kỳ áp lực nào xảy đến.